Chào các bạn. Để trả lời câu hỏi cho Ngọc Giao, hôm trước con đi du lịch, trong khi đi nắng con không có mang áo khoác nên hiện giờ da mặt của con và hai cánh tay của con nó gác ăn nắng đen thui hết rồi cô. Giờ con phải làm sao hả cô? Da của con có trắng lại được không cô? Chào con, chào các bạn. Da cháy nắng không chỉ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của làn da mà còn làm cho cái vấn đề thẩm mỹ trở nên kém sắc thấy rõ. Sạm nám, tàn nhang, đốm nâu và lão hóa sẽ dần xuất hiện đó con. Từ ngày đầu tiên da bị cháy nắng, ta phải thoa sản phẩm làm dịu vết bỏng ngay sau khi da bị cháy nắng nha. Nếu tại nhà con không có cái sản phẩm thì chúng ta tạm sử dụng bồn tắm để mà ngâm mình, ngâm bằng nước mát. Hoặc không có thể ngâm được thì con có thể dùng khăn ẩm để đắp liên tục lên cái vùng da mà con bị cháy nắng đó. Nhưng mà lưu ý là dùng nước mát thôi nha con, chứ không nên dùng nước đá lạnh nha. Vì da sau khi bỏng nắng mà còn để bỏng lạnh nữa thì tình trạng sẽ tồi tệ hơn. Sau đó thoa các sản phẩm phục hồi da, làm dịu da, sản phẩm sẽ xoa dịu làn da tổn thương của con nhanh chóng hơn. Cẩn thận là đừng có nhầm lẫn, đừng có thoa các sản phẩm làm trắng da hay là tái tạo da vào lúc này nha con, vì sẽ khiến da con bị kích ứng thêm. Lúc này nên sử dụng thêm cái chai xịt khoáng, loại cấp nước phun liên tục nhiều lần trong ngày để hỗ trợ bù đắp thêm nước cho da. Uống nhiều nước ép từ trái cây. Thật sự thì chắc chắn một điều là sau đó khoảng tầm vài ngày, da con lúc này sẽ bị đen hơn và sạm đi rất là nhiều đó so với ngày đầu con mới bị cháy nắng. Nhưng nếu con có thực hiện các bước mà cô đã hướng dẫn làm dịu da như là trên thì thay vì da con phải chịu ảnh hưởng của hậu quả bỏng nắng này thí dụ như là 10 phần thì giờ sẽ giảm được 4-5 phần và cũng là tiền đề để da sớm khỏe lại. Sau này da hồi phục, da trắng lại cũng sẽ nhanh hơn đó con. Sau khi đã trải qua giai đoạn này được khoảng tầm 2 tuần trở lên, lúc này da con đã ổn định lại rồi đó, con có thể dùng liệu trình tắm trắng, peel da hay là laser để giúp cho làn da nhanh chóng trắng sáng trở lại. Nên cũng không có gì phải lo lắng nhiều con nha. Mến chào con, chào tất cả các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.